Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự trưa này. Phần tin trong nước có những nội dung chính sau. Cần chưa ban hành tiêu chí mới đánh giá kiểm soát dịch. Ngoại gia vaccine, nguồn cung bền vững cho Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, phân tích về các chỉ số như khả năng kiểm soát, cách ly và năng lực điều trị để đưa ra quyết định về tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những nội dung được đưa ra tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 diễn ra chiều qua. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 sẽ tiếp tục căn cứ vào tình hình thực tiễn để chủ động quyết định việc tiếp tục giãn cách tại địa phương nhấn mạnh 8 tỉnh miền Tây có biên giới về kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào và không để dịch từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam lan ra khu vực Trung Bộ và phía Nam các tỉnh Tây Nguyên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh do ảnh hưởng của giãn cách xã hội nên đời sống của nhân dân đang rất khó khăn, nhiều người đã trở thành nghèo khó. Vì vậy yêu cầu các tỉnh, thành phố về triển khai thực chất gói hỗ trợ của Trung ương, các gói được chi viện từ cộng đồng để đảm bảo không người dân nào bị thiếu đói, tất cả đều nhận được trợ giúp y tế khi có nhu cầu. Chiều hôm qua, tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm tổ trưởng tổ công tác đã tổ chức buổi họp đầu tiên về chiến lược ngoại giao vaccine. Tại cuộc họp, các đại biểu nhận định ngoại giao vaccine không chỉ là con đường để Việt Nam tiếp cận nhập khẩu vaccine mà còn mở ra cơ hội chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine tại chỗ, tạo ra nguồn cung vaccine bền vững nhất cho Việt Nam. Chính phủ xác định ngoại giao vaccine là một kênh quan trọng nhằm đạt được mục tiêu bao phủ vaccine 70 đến 75% dân số tiêm vaccine, tạo miễn dịch cộng đồng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong việc đẩy lùi đại dịch COVID-19. Ngoại giao vaccine thực chất là việc tranh thủ các mối quan hệ song phương và đa phương thông qua các tổ chức quốc tế để tăng cường tiếp cận vaccine cho người dân. Bộ Y tế vừa ban hành công văn hòa tốc về việc điều tra xử lý trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Công văn này được đưa ra sau khi Bắc Ninh phát hiện chùm ca bệnh 9 người là nhân viên giao hàng tại tỉnh này, sau 3 tuần không có thêm ca nhiễm mới. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả người tiếp xúc gần F1 có liên quan các ca bệnh. Lãnh đạo Hà Nội và Bắc Ninh có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp trên cho địa phương liên quan để phối hợp truy vết cách ly y tế kịp thời, đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần. Hiện tại tỉnh Bắc Ninh đã quyết định cách ly y tế toàn bộ huyện Lương Tài với 107.215 nhân khẩu. Thời hạn cách ly kéo dài 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 8. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học, hàng loạt trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo lùi thời gian xác nhận nhập học với thí sinh đã trúng tuyển, các phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển bằng điểm học bạ trung học phổ thông để tạo thuận lợi cho thí sinh. Với hệ thống trường thành viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Bách khoa kéo dài thời gian xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 22 tháng 8 với thí sinh đợt 1 và ngày 3 tháng 9 với thí sinh thi tốt nghiệp đợt 2 thay vì ngày 7 tháng 8. Trường đại học Khoa học tự nhiên cho thí sinh tốt nghiệp đợt 1 nộp hồ sơ đến ngày 22 tháng 8, thí sinh đợt 2 hoặc đặt cách tốt nghiệp nộp hồ sơ chậm nhất ngày 3 tháng 9. Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn cũng thông báo cho thí sinh nộp hồ sơ về trường trước 17 giờ ngày 22 tháng 8 tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 và ngày mùng 3 tháng 9 tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Sáng ngày 16 tháng 8, tòa nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Hữu Đức, sinh ngày mùng 2 tháng 10 năm 1964, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, bị truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tiếp theo chương trình là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng bất chấp dịch bùng phát. Mỹ nhận định các tổ chức khủng bố có thể sớm tái hợp. Thưa quý vị khán giả, nền kinh tế Nhật Bản đã bất ngờ tăng trưởng trở lại trong quý 2 vừa qua, bất chấp việc chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 ở 10 tỉnh thành trong gần 2 tháng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong quý 2, tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của Nhật Bản tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,3% so với quý trước đó. Nguyên nhân là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng cá nhân với các mức tăng lần lượt là 2,9% và 0,8%. Đây cũng là quý thứ tư liên tiếp xuất khẩu của nước này tăng, nhưng là quý đầu tiên chi tiêu tiêu dùng cá nhân phục hồi trở lại. Điều khiến giới chuyên gia kinh tế ngạc nhiên là chi tiêu dùng cá nhân không bị ảnh hưởng nhiều bởi tình trạng khẩn cấp lần thứ ba. Dự báo, tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong quý 3 sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, song sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quý 4 nhờ chiến dịch tiêm chủng vaccine. Các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda có thể tái hợp ở Afghanistan sớm hơn 2 năm so với thời điểm giới chức quốc phòng Mỹ từng dự báo. Đây là nhận định được Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đưa ra ngày 15 tháng 8 cho bối cảnh lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát Afghanistan. Trong một cuộc họp thông báo nhanh tình hình tại Afghanistan cho các thượng nghị sĩ Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Mali cho rằng tình hình hiện nay tại Afghanistan có thể gây ra những thách thức lớn hơn cho cuộc chiến chống khủng bố. Sự sụp đổ chóng vánh của chính phủ Afghanistan đã gây bất ngờ cho chính quyền Tổng thống Joe Biden. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Tuy Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch cho những khả năng tiềm tàng tại Afghanistan, nhưng sự phản kháng yếu ớt của quân đội nước này trước lực lượng Taliban khiến Washington vô cùng bối rối. Trước những diễn biến mới nhanh chóng tại Afghanistan, giới chức ngoại giao Nga cũng đã có những tuyên bố đầu tiên. Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga tại Afghanistan cho biết, ông sẽ có các cuộc tiếp xúc với đại diện lực lượng Taliban, bày tỏ hy vọng thiết lập mối quan hệ hữu nghị giữa Moscow và ban lãnh đạo mới của Afghanistan. Quan chức ngoại giao này khẳng định Nga sẽ không vội vàng công nhận chế độ Taliban ở Afghanistan và Đại sứ quán Nga tại Kabul tiếp tục hoạt động bình thường. Dữ liệu cá nhân của hơn 100 triệu khách hàng T-Mobile, nhà cung cấp dịch vụ di động hàng đầu của Mỹ, đang được giao bán công khai trên một diễn đàn trực tuyến tại nước này. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, T-Mobile cho biết đang điều tra tính xác thực của bài đăng. Các dữ liệu được giao bán bao gồm mã số bảo hiểm xã hội, số điện thoại, tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc và thông tin giấy phép lái xe qua trang tin công nghệ vice.com của Mỹ. Người giao bán cho biết, các dữ liệu được lấy từ danh sách khách hàng của T-Mobile. Người này ra giá 6 Bitcoin tương đương 277.000 đô la Mỹ cho gói dữ liệu chứa khoảng 30 triệu mã số bảo hiểm xã hội và bằng lái xe. Những dữ liệu còn lại sẽ được giao dịch riêng. Mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực rộng lớn ở Nhật Bản trong ngày 16 tháng 8. Trong khi các vụ lở bùn đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 5 người mất tích, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục trút xuống khu vực từ phía Tây đến các vùng Đông Bắc nước này trong những ngày tới và kêu gọi người dân cảnh giác cao độ trước nguy cơ lũ quét và lở đất. Theo Bộ Đất đai Nhật Bản, tính đến sáng 16 tháng 8, Nhật Bản đã ghi nhận 62 vụ lở đất tại 17 trong tổng số 47 tỉnh của nước này, mừng nước tại 36 con sông thuộc địa phận 9 tỉnh đã tràn bờ gây hư hại nhà dân và làm gián đoạn hoạt động giao thông vận tải. Cũng trong ngày hôm nay, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của Indonesia đã phun trào, tạo ra một đám mây cho bụi bay lên không trung, trong khi dòng dung nham đỏ chảy xuống từ miệng núi lửa. Vụ phun trào diễn ra từ sáng sớm cùng với nhiều vụ nổ khác nhau. Cho bụi từ núi Merapi bay xa tới 3,5 km, bao phủ toàn bộ cộng đồng dân cư địa phương sinh sống gần đó. Người dân đã được yêu cầu tránh xa ngọn núi lửa Merapi trong vòng bán kính 5 km, nhưng chưa đến mức phải đi sơ tán. thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của đài phát thanh và truyền hình bắc cạn cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại